Xin chào các bạn, mình đang đứng tại sự kiện ra mắt Ford Transit 2024. Và trước khi đi vào chiếc xe này thì mình muốn xin lỗi các bạn, bởi vì là có thể trong video này mình sẽ không thể chia sẻ quá nhiều, cũng như là chia sẻ được những thông tin mà các bạn quan tâm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình không kinh doanh dịch vụ vận tải, cũng như là cái bằng của mình là bằng B2, và mình cũng không thể nào chạy được cái xe này trên mặt pháp lý. Tuy nhiên, mình cũng sẽ trọng tâm video này, mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn rằng là một chiếc xe thương mại ở thời điểm 2024 nó đã xịn hơn, nó đã hiện đại hơn như thế nào, cũng như mình sẽ đóng vai là một hành khách ngồi trên chiếc xe này. Bởi vì sắp tới sau đây là mình sẽ có một chuyến lên Yên Tử trên chiếc Transit này, để mình đóng vai một hành khách để xem là chiếc xe này có mang đến cái sự thoải mái cho mình không. Cái sự thoải mái của hành khách cũng là một cái lý do để những nhà xe lựa chọn chiếc xe này. Chiếc xe này với một slogan rất hay, Transit to the future. Và hãy cùng nhau xem rằng chiếc xe này nó future như thế nào nhá. Trước tiên, như mọi video và như mọi chiếc xe, chúng ta đi phần ngoại hình. Và phần này mình cũng sẽ đi rất nhanh thôi. Nếu như các bạn có research hình ảnh chiếc Ford Transit 2024 trên mạng và thấy nó khác với cái phiên bản mình đang đứng cạnh mình đây, thì cũng đừng bất ngờ, bởi vì nhiều khả năng cái phiên bản bạn research là phiên bản cho thị trường Âu Mỹ chứ không phải thị trường Việt Nam. Chiếc Transit tại thị trường Việt Nam bản chất nó là một chiếc xe liên doanh giữa GMC cũng như Ford tại thị trường Trung Quốc. Nó giống như chiếc Ford Territory ấy. Và thực ra không phải là đến thế hệ này thì Transit mới có xuất xứ từ Trung Quốc, mà ngay từ cái thế hệ trước rồi thì Ford Transit đã có xuất xứ từ thị trường phía Bắc của chúng ta. Chính vì cái xuất xứ từ thị trường Trung Quốc như thế nên là mình nghĩ nhờ vậy mà Ford Transit bây giờ nó đã hiện đại hơn. Và chúng ta có thể thấy sự hiện đại ngay ở đây bằng việc hệ thống đèn chiếu sáng chính là hệ thống đèn chiếu sáng LED. Ở đây là của Ford LED, cũng như là chúng ta có thể thấy một cái mặt lưới tản nhiệt nhìn rất là rộng, nhìn rất là thời trang, rất là hiện đại ở đây. Không biết các bạn thấy cái ngoại hình phần đầu xe này của Ford Transit 2024 thế nào, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn với mình thì mình thấy nó rõ ràng nó mang một cái gì đó rất là Ford hiện đại, cũng như là mang một cái gì đó nó rất giống chiếc Ford Territory đang bán tại thị trường Việt Nam. Dưới nắp capo chiếc xe này là khối động cơ 2.3 lít máy dầu tăng áp cho công suất là đâu đó 170 mã lực. 2.3 dầu thì các bạn nghe có vẻ lạ đúng không? Nhưng mà theo như Ford chia sẻ, theo như đại diện của Ford chia sẻ, thì cái khối động cơ này nó dựa trên nền của khối động cơ 2.2 dầu mà trước kia đã xuất hiện trên Ford Ranger. Và cái khối động cơ 2.3 này nó sẽ chủ yếu dùng cho những chiếc minivan, những chiếc van, cũng như là chiếc Ford Ranger tại thị trường Trung Quốc. Và sự bền bỉ của Ford Transit thế hệ này thì mình nghĩ là các bạn cũng không phải lo đâu, bởi vì là mình đi hỏi những lái xe Transit cũng như là những chủ xe Transit thì đều nói rằng là Transit là một cái xe khá là lành và ít hỏng vặt. Phiên bản Premium 16 chỗ trần cao, các bạn thể thấy trần nó rất cao ở kia, và cùng với đó cái tính hiện đại và cái tính như nào nhỉ, nhìn nó đẹp mắt hơn ở những chiếc xe thương mại bây giờ. Các bạn thể thấy luôn ở phần mâm đây. Phần mâm này thì mặc dù nó kích thước mâm nó khá là nhỏ, nhưng mà các bạn có thể thấy là cái thiết kế mâm này đẹp đúng không? Nhìn nó rất là đẹp mắt. Và cùng với đó ở phiên bản này, ở thế hệ này, thì cái điều mình đang nhìn thấy ở đây là cái cửa cốp đằng sau. Đây, nó có thể mở ra được như thế này. Và nó rõ ràng nó giúp cho cái việc vận chuyển hàng, để hàng lên đây nó thoải mái hơn đúng không? Đó, hàng ghế sau đang gập này rồi thì để có thể để hàng. Và việc cửa nó có thể mở ra như thế này, nó dễ dàng việc chúng ta cầm hàng từ đây đi ra, hay là cũng từ hàng cầm hàng từ đây đi vào, nó dễ dàng, nó thuận tiện hơn đúng không? Đây là ghế của lái xe. Và là một người hay lái xe du lịch như mình thì bước lên cái khoang này thì mình thấy đầu tiên là nó rất là rộng. Chúng ta có thể thấy ở đây lại một thứ nữa mà nhờ thị trường Trung Quốc chúng ta mới có, đó là một cái màn hình đôi kích thước 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Một thứ mà rất nhiều chiếc xe du lịch đang không có và thèm muốn. ADAS chiếc xe này không có nhiều, mặc dù nếu các bạn nhìn ở phần đầu xe nó có một cái cụm giống kiểu cụm radar, nhưng mà ADAS chiếc xe này thì cái thứ duy nhất mình có ở đây đó là Cruise Control. Nhưng mà mình nghĩ là CarPlay tài cũng sẽ ít giờ sử dụng tính năng này thôi. Chiếc xe này sử dụng số sàn và không hề có một phiên bản nào có số tự động như mà đồn đoán trên mạng cả. Đó. Rồi những tính năng cũng rất là cơ bản thôi, nhưng mà trước mắt mình thấy ở đây là chiếc xe này ngay ở phần hàng trước thôi đang có rất nhiều chỗ để đồ. Đây này, đây này, đây này, chỗ này nữa.
Rồi đằng trước này cũng có, bên này có chỗ để nước và cũng có một chỗ để đồ ở đây. Và còn một chi tiết nho nhỏ thôi nhưng mà mình thấy nó rất là hay, đó là có một cái chỗ để gắn mao, gắn điện thoại. Đó, nó là một cái điểm rất là nhỏ nhỏ thôi nhưng mình thấy là nó cũng sẽ cải thiện được cái trải nghiệm người dùng rất là nhiều, trải nghiệm sử dụng xe của những bác tài. Ở bên trên đây nữa thì cũng thoải mái chỗ để đồ luôn. Đó. Chúng ta có cửa điện và có bệ bước chân lên từ zin nhá, chứ không phải là phải độ thêm. Đây là phiên bản 16 chỗ trần cao nên là các bạn thấy đây, mình cao 1m65 và mình cũng phải vươn lên mới chạm tới trần xe, cũng như là có một cái hàng đi ở giữa để có thể dễ dàng di chuyển hơn. Rồi. Và một điểm nữa mình thấy là nó rất là văn minh đến từ Ford, đó là bây giờ tất cả các ghế, chứ không còn chỉ là ở ghế hàng trước nữa, mà tất cả các ghế đều có dây đai 3 điểm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng khi mà di chuyển trên đường. Cùng với đó, ở từng hàng ghế đều có một cái cổng sạc thay A. Thực ra những chiếc xe này chúng ta không thể đòi hỏi là nó có thay chi được, nhưng mà có cổng sạc là một điều rất là đáng khen rồi. Đấy. Và một cái lợi thế của trần cao là gì? Là chúng ta có một cái chỗ để đồ ở phía trên này. Chứ không, nếu như các bạn đã từng đi kiểu xe khách hay là xe những tuyến đường cố định thì tất cả hành lý thường là, một là các bạn phải để lên đùi, hai là các bạn phải tống hết ra cốp đằng sau. Đấy thì nhiều người không thích kiểu như là mình để laptop trong ba lô chẳng hạn, mà tống ra đằng sau thì mình rất là lo cho cái laptop. Mà nếu mà để trên đùi thì đi một chuyến đường đi rất là mệt đúng không? Đây, nhờ cái lợi thế trần cao chúng ta có cái chỗ để đồ trên này. Đây là phiên bản Gen, phiên bản thấp nhất có giá là 905 triệu đồng. Và vì là phiên bản Gen đây, chúng ta sẽ chỉ có là cửa cơ nhưng mà vẫn có kệ bước chân bằng điện nhá. Đấy. Phiên bản 16 chỗ, không phải phiên bản trần cao nhưng mà đây. Mình nhắc lại một lần nữa, mình cao 1m65, kính cả dày thì chắc tầm 1m67 đi. Mà mình lên xe mình cũng có thể đứng thẳng như thế này. Rất thoải mái đúng không? Phiên bản 16 chỗ thì vẫn có dây đai 3 điểm này. Tuy nhiên là mình thấy ở hàng sau thì trước mắt chúng ta bị mất, đó là mất cổng sạc ở từng hàng ghế. Rồi, phiên bản thấp mà thì chúng ta phải chấp nhận. Thì ở hàng ghế trước thì mình thấy vẫn tương đối là đầy đủ trang bị giống như phiên bản Premium mình vừa mới chia sẻ. Vẫn có Cruise Control này, rồi vẫn có rất nhiều hộp để đồ, điều hòa các thứ. Nhưng mà cái màn hình giải trí trung tâm sẽ chỉ còn là có kích thước 8 inch mà thôi, cũng như là màn hình tốc độ sẽ là hai màn hình analog và một màn hình ở chính giữa nhỏ nhỏ hiển thị thêm thông tin có kích thước là 3,5 inch. Đó là những thứ mà chúng ta sẽ phải đánh đổi khi mà lựa chọn phiên bản Gen. Những bác tài sẽ phải đánh đổi khi lựa chọn phiên bản Gen. Tuy nhiên, mình lại nghĩ đây mới là phiên bản bán chạy của Ford Transit 2024. Bởi vì là phiên bản này nó có giá thấp nhất. Mà thường những cái nhà xe họ sẽ lựa chọn phiên bản thấp thôi để có thể có khả năng hồi lại vốn nhanh nhất và có thể cầy tiền nhiều nhất. Đó. Còn những cái thứ như mà mình vừa chia sẻ là màn hình rất lớn ở kia thì nó cũng sẽ có phù hợp với một tập khách hàng mà mình sẽ chia sẻ sau ở phần sau của video. Nhưng mà tuy nhiên mình sẽ nghĩ là đây sẽ là phiên bản bán chạy nhất, phiên bản cầy tiền nhất của Ford Transit. Còn bây giờ đi sang phiên bản đắt tiền nhất nhá, phiên bản 18 chỗ, phiên bản Premium cộng trần cao. Đây là phiên bản 18 chỗ Premium cộng, phiên bản gọi là trần cao 18 chỗ đấy. Thì cái đầu tiên mà mình nghĩ là các bác tài rất là quan tâm, đó là cái trục bánh sau là bánh kép và cầu cứng. Nó giúp gì ạ? Nó sẽ giúp cho khả năng chịu tải tốt hơn. Đây là khoang nội thất của phiên bản Premium 18 chỗ. Hàng trước thì nó vẫn giống phiên bản 16 chỗ, mình sẽ không chia sẻ lại nữa. Mà cái thứ mà đáng giá của phiên bản 18 chỗ thì chắc chắn rồi là nó có thêm chỗ trần vẫn rất cao. Và chúng ta có thêm rất nhiều ghế chạy. Ui, cái xe này rất là dài. Các bạn thấy đây. Đây là một chiếc xe mà nó đắt nhất, nó có nhiều chỗ ngồi nhất và cũng có thể là có khả năng chuyên chở tốt nhất.
Ford Transit 2024 ra mắt với 3 phiên bản. Đầu tiên phiên bản Trend có giá là 905 triệu đồng. Phiên bản thứ hai là phiên bản Premium, phiên bản 16 chỗ trần cao có giá là 999 triệu đồng, 1 tỷ đấy. Còn phiên bản 18 chỗ Premium cộng mình đang ngồi đây có giá là 1 tỷ 087 triệu đồng. Mức giá vênh lên khá là nhiều so với con số là 849 triệu ở phiên bản trước, đúng không? Các bạn nghĩ sao mức giá này? Còn mình, cái sự tăng giá này nó có lý do của nó, và bây giờ mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn lý do là vì sao nhá. Ngoài việc ra mắt 3 phiên bản của Transit 2024 thì Ford cũng sẽ giới thiệu luôn một cái gọi mình gọi là một giải pháp kinh doanh, đó là phiên giải pháp Uplift. Là sao ạ? Cái giải pháp này sẽ cung cấp cho nhà xe là quản lý độ xe của mình, quản lý tài xế của mình, quản lý xe của mình tốt nhất, bao gồm đó là Ford Mobile Service, anh Thắng đã giới thiệu các bạn rồi. Đây là một cái xe gọi là sửa chữa lưu động của Ford. Và theo như đại diện của Ford chia sẻ ngày hôm nay là sắp tới sẽ có 50 xe. 50 xe thì gần như là phủ tất cả mọi tỉnh thành ở Việt Nam rồi, đúng không? Bây giờ thì cái hậu mãi của Ford đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Với những cái xe như thế này thì các bạn có thể lưu động sửa chữa ngay trên đường mà không phải đặt té vào những cái gara nào mà lo sợ là không biết là họ có sửa được không. Những chiếc xe như thế này ấy sẽ rất ngại cái việc là phải nằm sửa, bởi vì sao? Đây là những công cụ cày tiền, chúng ta phải thẳng thắn với nhau như vậy. Và chỉ cần nó nằm sửa một ngày thôi là họ sẽ mất rất nhiều tiền. Vậy nên để đảm bảo chiếc xe luôn luôn có thể vận hành và chuyên chở và kiếm tiền về cho họ thì Uplift sẽ giúp cho họ sẽ nhờ lên lịch bảo dưỡng, xem tình trạng của xe để giúp họ có thể đưa ra những phương án có thể bảo dưỡng chiếc xe của mình để đảm bảo là luôn luôn chiếc xe này đề máy là chạy, đề máy là đi kiếm tiền cùng với chủ xe được, đúng không? Và đặc biệt mình thấy có một cái tính năng của Uplift mà mình thấy nó rất là văn minh và nó rất là cực kỳ quan trọng, đó là gần đây chúng ta đều biết là vụ của bé trai rất là thương tâm ở Thái Bình rồi, đúng không? Thì trong cái giải pháp của Uplift họ có một cái phần mềm là điểm danh người lên và người xuống. Đấy, cái đấy mình nghĩ là nó một cái rất hay và rất là văn minh, khi mà sẽ tránh được tình trạng là bỏ quên bất kỳ một ai trên xe và từ đó sẽ không bao giờ xảy ra được cái vụ việc thương tâm như ở cháu bé ở Thái Bình nữa. Đây là một thứ mà mình thấy là cũng rất là đáng tiền đấy. Và cái thứ mình muốn chia sẻ cuối cùng trước khi là mình sẽ thực hiện chuyến đi yên tử cùng Ford Transit, đó là bây giờ Ford cung cấp luôn những chiếc xe độ limousine. Chắc là các bạn cũng không lạ gì những chiếc Transit hay là Solati độ limousine, đúng không? Thì bây giờ Ford cung cấp luôn cho các bạn hai phiên bản, một phiên bản 10 chỗ và một phiên bản 12 chỗ. Có mức giá là 1 tỷ 379 triệu đồng và phiên bản 12 chỗ là có giá là 1 tỷ 499 triệu đồng, là 1 tỷ rưỡi. Chúng ta có một chiếc xe độ limousine nguyên bản từ hãng luôn và sẽ không phải lo bất kỳ một vấn đề gì của đăng kiểm cả. Chúng ta đều biết là dạo này đăng kiểm nó hơi căng, đúng không? Đấy. Thì đây là phiên bản 10 chỗ độ từ chiếc Ford Transit 16 chỗ lên. Chúng ta có ghế ra từng vị trí. Ghế nhìn xịn, đúng không? Rồi, có rất nhiều thứ kiểu như đây, mình có thấy này. Có cả ly uống rượu trên này này. Đấy, như mây bách luôn. Cổng sạc thì đã chuyển sang loại là có hai cổng rồi, một cổng thay C và một cổng thay A. À, phiên bản này là vì là họ độ limousine nên là chúng ta đã mất đi cái khoảng sáng trần rất là cao, cũng như là mất đi cái chỗ để đồ ở đây. Mà không sao, mình nghĩ là vấn đề này cũng sẽ rất là được các hành khách thoải mái thôi. Đây là hàng ghế cuối, có chỗ để tay từng ghế để tránh tình trạng là không có chỗ để tay. Các bạn chắc các bạn hiểu ý mình mà, ngồi ba người mà ngồi như này thì nó cũng hơi không được thoải mái cho lắm. Đấy, bây giờ Ford ra mắt xe mới này, xịn hơn này, nhiều phiên bản hơn này, có cả phiên bản 18 chỗ, cái phiên bản mà Solati đang là có lợi thế hơn so với Transit. Rồi bây giờ họ cung cấp luôn giải pháp để các nhà xe có thể quản lý độ xe của mình, quản lý chất lượng xe của mình. Rồi chúng ta họ còn cung cấp luôn cả phiên bản limousine, tức là họ ăn mất phần của Hyundai này, bây giờ họ ăn luôn cả phần của các xưởng độ luôn. Đây là phiên bản limousine 12 chỗ có giá là 1 tỷ 499 tỷ rưỡi. Thì đây nó độ lên từ phiên bản premium cộng 18 chỗ
mà không hiểu gì. Phiên bản này thì lại duy trì được cái trần cao này. Tất nhiên là phiên bản to hơn thì nó có nhiều ghế ngồi hơn. Và ghế ngồi thì mình thấy là cũng giống phiên bản 10 chỗ vừa nãy thôi. Cũng giống ghế cơ trưởng xịn sò, ngồi thoải mái, êm hơn. Rồi, for làm này thì anh em sưởng độ sống sao? Thôi, mình nghĩ là đây có thể tất cả những thứ mình có thể chia sẻ tại sự kiện ngày hôm nay. Còn chia sẻ sâu hơn về Ford Transit 2024 thì hẹn các bạn ở trên Yên Tử nhé. Rồi bây giờ mình đã đến Yên Tử Legacy, một địa điểm rất đẹp tại Quảng Ninh. Và cái phiên bản mà mình được trải nghiệm, không chính xác hơn là được làm hành khách, đó chính là phiên bản Gen. Đây đúng cái xe mình đã trải nghiệm đây. Thực ra thì mình muốn là được trải nghiệm cái phiên bản 18 chỗ, phiên bản Premium Cộng, để xem là một chiếc xe nó thùng to, một chiếc xe kích thước lớn nhất thì nó cái trải nghiệm ngồi bên trong như thế nào. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng làm cái điều đấy vào trong ngày mai và cố gắng chia sẻ với các bạn nhé. Còn với trải nghiệm của mình trên chiếc Ford Transit Trend phiên bản 16 chỗ thì những cái cảm nhận trên phương diện là một hành khách của mình thì mình thấy là nó có cảm giác cái transit đời này, cảm giác là nó đỡ ồn hơn, nó đỡ bồng bềnh hơn. Và đặc biệt là trong khoang hành khách thì cảm giác nó yên tĩnh hơn và nó mang cái sự thoải mái nhất định với mình. Và điều đấy thể hiện rõ nhất bằng việc là mình ngủ một mạch một phát từ Hà Nội đến Hải Phòng. Đấy, thì bắt đầu đến Hải Phòng thì mình mới bắt đầu tỉnh dậy. Đấy, thì đủ cái điều đấy đủ để chứng minh là cái xe này nó êm ái, nó thoải mái như thế nào. Rồi, còn chia sẻ về khả năng vận hành thì cũng giống như đầu video ấy, mình không đủ khả năng pháp lý để lái chiếc xe này nên là cũng khó để có thể chia sẻ với các bạn. Nếu như các bạn ở trong group ô tô cộng thì mình đã có một cái post là vì sao Solati nó lại không bán chạy bằng Ford Transit, thì ngoại trừ cái việc là giá bán nó đắt hơn này thì nó còn một cái điều nữa là Solati không ổn định và không bền bỉ bằng với Ford Transit. Mình cũng đi hỏi những chủ xe, những lái xe và những nhà xe thì họ đều nói rằng ấy, Transit nó ít bị hỏng vặt hơn so với cả Solati, cũng như nó mang đến sự bền bỉ, sự ổn định hơn so với Solati, nên thành thử ra họ lựa chọn Transit thay vì Solati. Cái sự bền bỉ với những người kinh doanh ấy, nó là tối cần thiết. Bởi vì sao ạ? Chỉ cần một ngày thôi họ không thể sử dụng chiếc xe để đi kinh doanh được là họ sẽ mất rất nhiều tiền. Và cái chiếc xe này nó đúng là một cái công cụ cày tiền, đúng là một con trâu cày tiền. Nó phải liên tục hoạt động, liên tục chạy để có thể mang lại tiền cho chủ, cũng như là để hô lại vốn đấy, kiểu như thế. Và những người kinh doanh ấy, họ tính toán từng đồng. Vậy nên với thế hệ Transit 2024 thì mình nghĩ là nó cũng giống như kiểu hổ mọc thêm cánh thôi, nó không có gì quá là bất ngờ cả. Cùng với đó, cùng với sự ra mắt của Transit mới thì Ford cũng giới thiệu cho những chủ xe, những nhà xe một giải pháp quản lý kinh doanh, đó là cái Uplift như mình đã chia sẻ đấy. Thì tới cái đấy mình thấy là Ford vừa bán xe, vừa bán luôn cả giải pháp, vừa bán luôn cả cái thứ để họ có thể quản lý cái xe, bán luôn cả phiên bản limousine, không phải lo cái việc đăng kiểm gì cả. Trước khi chiếc xe này chính thức ra mắt thì mọi người còn đồn đoán là chiếc xe này có phiên bản số tự động, nhưng mà rất tiếc là hôm nay chính thức ra mắt thì không có phiên bản số tự động nào cả. Cá nhân mình thì mình sẽ muốn có một phiên bản số tự động. Bởi vì sao? Chiếc xe này nó đã có kích thước lớn hơn này, nó thoáng hơn, nó có nhiều tiện ích hơn. Có thể thấy như là Android Auto và Apple CarPlay không dây trên cái màn hình đôi 12,3 inch. Mình muốn có phiên bản số tự động bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có dự thảo về xe Mobi Home, nên rất là tuyệt vời nếu chiếc xe này nó tiện nghi, nó thân thiện hơn cho những người muốn sử dụng chiếc xe này làm một chiếc xe Mobi Home. Và cũng còn tuyệt vời hơn nữa nếu như Ford bán luôn một phiên bản Mobi Home thì đúng là Transit chuẩn bị sắp tới là không phải 60% nữa đâu, mà có khi là 80-90% thị phần trong phân khúc. Đây là những cái cảm nhận cá nhân của mình về phương diện là một khách hàng, một hành khách trải nghiệm trên chiếc Ford Transit trên cung đường Hà Nội Quảng Ninh. Và cuối video mình muốn hỏi đến các chủ xe và những bác tài xế. Video này thì mình xin phép hỏi riêng những thập khách hàng đó thôi, là các bác nghĩ sao về Ford Transit 2024? Chiếc xe này có là chiếc xe tiếp theo và có là con trâu cày tiếp theo của các bác hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like, share cũng như subscribe WhatKVN để đón chờ những video tiếp theo. Thực ra Transit thì sẽ chắc là chỉ có một video này thôi.
sẽ không có video thứ hai, bởi vì nhà mình không có ai có đủ khả năng pháp lý để lái chiếc xe này cả. Và chiếc xe này chắc cũng không có lộn gầm đâu. Tạm biệt.